Chinh phục những địa hình khó hay là nâng cao trình độ tác xạ của mỗi pháo thủ, đó là một trong những yêu cầu đặt ra cho bộ đội tăng thiết giáp trong năm huấn luyện 2024, khẳng định vai trò của lực lượng cơ động nhanh, đột kích mạnh trong đội hình tác chiến của lục quân. Trong khoảnh khắc màu xanh ngày hôm nay, mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với không khí huấn luyện của bộ đội tăng thiết giáp lữ đoàn 409 quân khu 1. Và không khí huấn luyện của bộ đội tăng thiết giáp lữ đoàn 409 cũng sẽ kết thúc bản tin thời sự 20 giờ của trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Với các bài lái trong điều kiện địa hình phức tạp ấy, thì sẽ giúp cho lái xe có thể xử trí tốt các tình huống trên đường cơ động, nhất là trong điều kiện địa hình phức tạp. Để luyện tập thành thạo cần tính hiệp đồng, tỉ mỉ, sức khỏe bền bỉ kéo dài. Huấn luyện trong thời gian mùa hè, nắng mưa thì rất thường, được sự quan tâm của thủ trưởng lữ đoàn cũng tạo điều kiện thay đổi thời gian biểu huấn luyện. Buổi sáng thì sớm hơn là 30 phút, và buổi chiều thì sẽ muộn hơn 30 phút, làm sao là tránh huấn luyện trong những thời gian mà nắng mưa nó khắc nghiệt. Bố trí biên chế đan xen giữa cán bộ cũ, cán bộ có kinh nghiệm với các đồng chí cán bộ mới ra trường ít kinh nghiệm, để các đồng chí học tập lẫn nhau trong quá trình huấn luyện công tác.